Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu VinFast có thoát khỏi bế tắc sau khi Phạm Nhật Vượng trở thành CEO. Ngày 7 tháng 1, BBC tiếng Việt có bài bình luận về việc thay đổi nhân sự tại VinFast với tựa đề VinFast thay tướng và đầu tư vào Ấn Độ. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng và bà Lê Thị Thu Thủy sẽ hoán đổi vai trò cho nhau trong VinFast. Chuyển biến nhân sự này theo VinFast là đánh dấu việc công ty bước sang giai đoạn phát triển mới. BBC cho biết ông Vượng trở thành tổng giám đốc thứ tư của VinFast. Các CEO trước đó bao gồm ông James DeLuca, cựu phó chủ tịch điều hành hoạt động sản xuất toàn cầu General Motors, ông Michael Lohscheller, cựu phó chủ tịch Volkswagen Mỹ và tổng giám đốc Opel toàn cầu, và bà Lê Thị Thu Thủy. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. Theo BBC, VinFast vừa công bố tham vọng thâm nhập vào Ấn Độ, thị trường xe lớn thứ ba trên thế giới. Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, VinFast đã ký thỏa thuận thiết lập một cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên ở Ấn Độ, nằm tại bang Tamil Nadu ở miền Nam, với tổng đầu tư có thể lên đến 2 tỷ USD, trong đó có cam kết đầu tư 500 triệu USD trong 5 năm đầu tiên. Theo thông cáo, việc xây dựng nhà máy sản xuất pin và xe điện của VinFast tại Ấn Độ sẽ bắt đầu vào năm 2024 và sẽ tạo ra từ 3.000 đến 3.500 việc làm tại bang này. Vẫn theo BBC, thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu còn được gọi là Detroit của châu Á và một số quận khác của bang này có trụ sở của một số công ty sản xuất xe điện, bao gồm hai hãng sản xuất xe máy của Ấn Độ là Ola Electric và Ather và tập đoàn BYD của Trung Quốc. BBC dẫn thông cáo của VinFast cho biết dự án tại bang Tamil Nadu được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm sản xuất xe điện hiện đại trong khu vực, với năng suất hàng năm lên đến 150.000 xe so với 250.000 xe tại nhà máy sản xuất chính ở Việt Nam. Thông cáo không nêu cụ thể sản lượng sản xuất pin xe điện dự kiến tại nhà máy này. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng. VinFast được cho là đang đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng pin cho xe điện với một công ty con của VinGroup là VinES để sản xuất pin lithium công nghệ cao. BBC cho hay tháng 6 năm 2023, ông Vượng, chủ tịch VinGroup, đã quyết định thành lập công ty di chuyển xanh và thông minh GSM với hai mảng chính là taxi điện và cho thuê ô tô, với tham vọng ngoài thống lĩnh thị trường taxi Việt Nam thì còn phát triển ra nhiều nước láng giềng. Nhưng sau khi khai trương tại Lào vào đầu tháng 11 năm 2023 thì GSM đã bị Campuchia từ chối khi vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã không phê duyệt dự án xe taxi điện của VinFast tại quốc gia này, theo thông cáo chính thức từ chính phủ Hoàng gia Campuchia. BBC cũng cho biết VinFast đặt chân vào thị trường xe điện toàn cầu trong bối cảnh có nhiều áp lực về giá bán. Các tập đoàn hàng đầu bao gồm Tesla của tỷ phú Elon Musk và BYD được tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn đã phải giảm giá để tăng doanh số bán hàng. Mẫu xe điện VF8 của VinFast đang chào bán tại Mỹ, nhưng bị chê là có quá nhiều lỗi kỹ thuật. BBC dẫn báo cáo tài chính của VinFast, theo đó, tới thời điểm kết thúc quý 3 năm 2023, vào ngày 30 tháng 9, VinFast lỗ ròng 623 triệu USD. Hồi tháng 6 năm 2023, ông Vượng tuyên bố kỳ vọng VinFast sẽ đạt điểm hòa vốn vào trước thời điểm cuối năm 2024. Nhưng có vẻ mục tiêu này khá xa vời khi mà xe của VinFast không được thị trường ưa chuộng do có quá nhiều lỗi kỹ thuật. BBC cho biết thêm, ông Vượng đã kinh doanh ở Ukraine vào đầu thập niên 1990 sau khi học kỹ thuật ở Nga. Ông thành công với doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền tại Ukraine. Ông Vượng trở về Việt Nam vào năm 2002 và thành lập tập đoàn VinGroup, kinh doanh bất động sản, khu nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và gần đây là xe điện. BBC dẫn bảng xếp hạng của Forbes tính đến ngày 6 tháng 1 năm 2024, ông Vượng có tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD, xếp thứ 633 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Liệu VinFast có thoát khỏi bế tắc sau khi Phạm Nhật Vượng trở thành CEO? Phạm Nhật Vượng từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đổi vị trí thành Tổng Giám đốc của VinFast. Ngày 6 tháng 1, AFA Tiếng Việt loan tin VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vượng làm Giám đốc điều hành, phụ trách sản xuất
và bán hàng toàn cầu. Theo đó, hãng xe điện VinFast hôm 6 tháng 1 thông báo bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vượng từ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast sang vai trò Tổng Giám đốc điều hành cho hãng này, thay thế bà Lê Thị Thu Thủy, người sẽ chuyển vị trí từ Tổng Giám đốc sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Bà Nguyễn Thị Lan Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính, thay thế cho ông David Mansfield, người đã giữ vị trí này từ năm 2022. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho hay, việc bổ nhiệm người đứng đầu tập đoàn VinGroup, công ty mẹ của VinFast, làm CEO cho hãng xe điện non trẻ vào thời điểm này, được VinFast xác định là thích hợp. Khi hãng đã thành công tham nhập thị trường Bắc Mỹ và niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ giữa tháng 8 năm 2023. AFA dẫn thông báo của VinFast cho biết, trên cương vị Tổng Giám đốc VinFast, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Không rõ điều gì đã khiến cho Vin và ông Phạm Nhật Vượng đưa ra những quyết định kỳ lạ này, nhưng rõ ràng điều này cho thấy sự bất ổn trong hoạt động của VinFast. Bởi trên cương vị là ông chủ của tập đoàn VinGroup và hãng xe VinFast, hẳn là ông Phạm Nhật Vượng bận rất nhiều công việc, khó có thể đủ thời gian và sức lực để làm những việc cụ thể như trực tiếp quản lý hoạt động vận hành sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Ông Phạm Nhật Vượng từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyển sang vị trí Tổng Giám đốc điều hành VinFast. Thông thường các ông chủ chỉ là người đưa ra chiến lược phát triển chung, rồi sẽ thuê những người giỏi chuyên môn để quản lý từng bộ phận, từng công việc cụ thể. Việc một ông chủ phải xắn tay áo để lao vào công việc cụ thể thì chỉ có thể lý giải theo một số hướng. Thí dụ như, ông chủ không còn tin vào người quản lý của mình và buộc phải tự mình quán xuyến mọi việc. Hoặc tình hình đang dần đi đến bế tắc, ông chủ muốn tự rút dần vai trò của mình từ vị trí cao nhất xuống dần các cấp thấp hơn rồi lặng lẽ đánh bài chuồn. Hiện nay, dư luận đánh giá VinFast đang rơi vào thế bế tắc bởi ô tô sản xuất ra không bán được mà còn phải chịu rất nhiều tai tiếng bởi các khoản nợ này ngày một tăng và điểm hòa vốn thì còn quá xa vời. Bởi giá cổ phiếu trên thị trường Mỹ thì không giúp được cho hãng huy động vốn như mong đợi. Và không riêng gì VinFast, cả tập đoàn VinGroup đều đang gặp khó khăn khi bất động sản đóng băng quá lâu và chưa có tín hiệu phục hồi, khả năng huy động vốn rất thấp. Chưa kể đến họ còn bị khách hàng phản đối, kiện tụng khắp nơi. Mẫu xe VF8 của VinFast xuất sang Mỹ bị bóc phốt về nhiều vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, VinGroup nói chung và VinFast nói riêng đều luôn áp dụng phép thắng lợi tinh thần theo khuôn mẫu cộng sản. Dù trong hoàn cảnh nào, dù đã đến giai đoạn hấp hối, thì họ cũng đều tung hô là thành công, là hoàn hảo, và mọi việc đang phát triển tốt, đúng hướng. Dù nói xuôi hay nói ngược, thì họ đều là những thiên tài. Theo AFA, VinFast thành lập vào năm 2017 để sản xuất xe hơi, nhưng đến năm 2021 thì đã chuyển toàn bộ sang sản xuất xe điện. AFA cũng cho biết VinFast bắt đầu xuất khẩu xe điện sang thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm 2022. Hồi tháng 8 năm 2023, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin và lắp ráp xe điện tại bang North Carolina, Mỹ, với số tiền đầu tư khoảng 4 tỷ đô la. Hồi tháng 10, VinFast đã công bố kế hoạch thiết lập các nhà máy lắp ráp xe điện tại Ấn Độ và Indonesia với công suất lên tới 50.000 chiếc một năm và vốn đầu tư bước đầu lên tới 200 triệu đô la. Hãng cho biết việc sản xuất xe sẽ được bắt đầu từ năm 2026. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá tất cả những hoạt động này của VinFast đều chỉ là đòn gió nhằm bơm thổi tên tuổi của họ, nhằm mục đích thật là lùa gà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Phạm Nhật Vượng từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đổi vị trí thành Tổng Giám đốc của VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d.